quá nặng rồi mới thái vậy nha. Súng này mới sắm cái nhà đi. Má kẹt luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chấm nước chấm. Nó ngon quá trời ơi, cả nhà biết sai cái này là cái gì không? Lạ không cả nhà ơi? Đây con là con ốc dò voi nha. Thường ta nói là ăn cái gì thì bỏ cái nấy, ăn ốc bồi voi thì bỏ cái bồi nha. Ngày mai em nói thật sự luôn, những chị em phụ nữ đi kiếm mua không có đâu, mà chị em nào muốn mua thì liên hệ với em nha. Một trong những loại ốc hàng nhập khẩu cực kỳ ngon, rất nhiều chất dinh dưỡng nha, và ăn cái gì bỏ cái nấy. Con này em sẽ làm một cái món mật bí ở nhà, cái món mà làm cái này ngon và ăn được bổ và giữ nguyên được chắc nha, ai ăn cũng sướng hết á. Chồng ăn thì vợ khen, thì em sẽ làm món là ốc bồi voi sashimi ăn tái. Khúc này là chịu hết nổi ở nhà thật sự nha, nãy giờ và cắt mà chảy nước miếng nha. Nhưng mà ăn đồ tái thì không thể thiếu chén nước chấm mùi tạt nha. Đây, cả nhà lưu ý nha, em sẽ bật mí một cái mẹo nhỏ đó. Cả nhà mua mà mùi tạt nè, cái nắp vuông như vậy nè sẽ ăn ngon, nắp tròn nha. Cái là đại đa số luôn, tại vì em buôn là nhà hàng, một ngày là bán cả ngàn khách là chuyện bình thường nha cả nhà. Nên em buôn nó hiểu tâm lý nha. Và ăn đồ tái thì không thể thiếu chén mùi tạt mà. Em pha đơn giản thôi, cả nhà pha đơn giản thôi, khỏi cần cầu kỳ hết trơn. Đơn giản là mùi tạt với nước tương. Trời ơi, cái mùi đã, mới ngửi là thấy đã rồi. Đầu tiên nha, mình sẽ cho mùi tạt. Em ăn mùi tạt nhiều lắm, ăn càng nhiều càng ngon nha. Anh chị nếu ăn không được nhiều á thì mình tùy theo khẩu vị nha, tại vì cái này nó hơi nồng quá. Ăn càng nhiều càng ngon, hoặc ăn không được nhiều thì mình sẽ ăn ít lại không ảnh hưởng nha. Em nặng cái hết, muốn hết hết trơn cái chai nè. Bây giờ là sẽ pha miếng nước tương vào. Nước tương á, nếu mà cả nhà mà có chuẩn bị á thì cả nhà mua nước tương Nhật nha. Nó sẽ ngon hơn nước tương Việt Nam mình chút xíu nha. Nhưng mà không gì hết, nếu mà không có mình ăn nước tương Tam Thái Tử là ngon rồi. Và đơn giản thôi. Đơn giản như vậy thì mình sẽ nặng vào đây một miếng chanh nha. Một miếng chanh. Đó, tại vì cái này nhiều mình nặng hai miếng chanh như vậy là ok nha. Em Quân thì thích ăn trực tiếp. Bình thường ở nhà này một số người á, tại vì ăn đồ tái như vậy nó mắc ngon, thì mọi người sẽ trụng qua chanh một miếng nha cho nó tái. Em Quân là ăn trực tiếp em mà, hoặc là em Quân sẽ ăn sống luôn, giống như tôm sú nè. Là tại vì hàng bên em Quân bán là tự nhiên á, là em Quân lột nguyên con ăn luôn, ăn như vậy nó mới ngon. Và tất nhiên là ở đây không thể thiếu nha, cho một miếng ngò gai vào, ngò gai sắc nhiện, để cho chén nước chấm nó thêm thơm và thêm đậm đà. Anh chị em mà nếu mà không ăn tái thì như em Quân nha, nhớ là mình sẽ có một chén nước cốt chanh và mình bỏ vào. Bây giờ em Quân sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha. Đây, ăn cái giòi, ăn cái gì thì bỏ cái nấy nha, ăn cái giòi thì bỏ cái giòi. Em biết là khi mà ăn cái này xong nha, nhất là mấy chị em phụ nữ nè, mà coi xong video này ha, chắc em nghĩ chắc cái cửa hàng em ngày mai chắc toàn chị em phụ nữ hay mua không. Mấy anh chồng ở nhà chuẩn bị tâm lý sẵn nha, ăn ốc dò voi đã luôn, tha hồn, nó ngon. Cái này mình ăn sống với bầy nha. Trời ơi, nó ra nước mắt luôn rồi. Nó nồng rồi. Nhưng mà em thích ăn gì nó mới ngon cả nhà. Nói chung là hơi bị quá chén hơn bình thường, nhưng thật sự nó chưa quá chén đâu, nhưng mà nó hơi nồng ra nước mắt xíu à. Nước mắt thiệt nha. Nhưng mà để được ăn cái món này ngon thì không có thiếu ra đây à. Rau nè, cải xanh để tạo thêm mùi nồng. Và đây là lá tía tô. Đơn giản thôi, mình đừng làm cầu kỳ. Em hướng dẫn cái nhà là đơn giản nhất để cái nhà đều làm được nha. Và một chút xíu nè, củ cải trắng. Đó, một chút xíu thôi. Và bây giờ nè, cả nhà sẽ gấp một miếng nè, hai miếng nè, đó, hai miếng như vậy. Rồi gấp bên đây một miếng cầu gai. Rồi mình sẽ gói thôi nha. Rồi ôi, đã. Và bây giờ mình sẽ chấm nước chấm. Nó ngon. Không phải em khóc đâu cả nhà. Cái mùi á, em thích ăn nó như vậy á, nó nồng lên á, như vậy mới cảm giác là ngon. Cái đồ tái nó ngon rồi ở đó, mùi chén mùi tạt nó ngon. Giờ nó nồng lên nè. Đã. Đúng không? Ốc này nha, có vị giòn, ngọt và rất là dai luôn. Em hiểu sao mà cái của nó tới dài tới 20cm nè, và cái vòng khoanh nó bự. Thì người ta nói là ăn cái gì bổ cái nấy đó, ăn con ốc vòi voi thì bổ cái vòi nha. Thịt ngọt dai, mà nó là một trong những loại hàng nhập khẩu nha, cực kỳ tốt sức khỏe. Em là đàn ông nè, người đàn ông ăn là người phụ nữ hưởng hết trơn rồi đó. Kêu gọi là chồng ăn mà vợ khen đó, đó gặt gù mà khen ngon, ngon quá ngon. Tối nay á cũng có cơ hội, tối nay về bà vợ bà no đòn nha em.
Rồi, anh chị em nào mà không biết chỗ mua thì tới ngay cửa hàng của em Quân. Nếu mà không biết làm luôn, tới đây luôn, bên em có nhà hàng phục vụ tại chỗ. Và anh chị em ở tỉnh xa xôi đừng ngại nha, bên em có ship to quá, nó ship mọi miền to quá. Rồi, nếu mà muốn không gian riêng tư, vào phòng, có phòng VIP, có trang trí sinh nhật. Rồi, cả nhà muốn là đãi tiệc 200-300 khách, có luôn, có phòng tiệc hội trường luôn. Đó, và em chúc cả nhà thành công với món này nha. Cả nhà làm đơn giản mà không biết thì tới cho em mua. Và cả nhà ơi, coi xong video này nha, nhất là chị em phụ nữ à, coi xong nhớ chia sẻ cho những chị em, hội chị em mình biết. Nhất là giống như là mình coi mình nên, mình á, mình đừng có giấu nha, để chị em mình biết mua những con này nè, ăn ốc và voi, bổ cái voi. Đã mua cho chồng mình ăn nha, cho nó tốt nha. Đó, nhớ là coi xong giống như là chị em, nhất là chị em liên hiệp hội phụ nữ nè, hội phụ nữ gì đó, mình phải chia sẻ vào những cái nhóm đó, chia sẻ video của em nha. Tại vì em chia sẻ video có giá trị. Và nhớ là mọi người là kêu gọi là nhớ cho em xin một đăng ký, một follow, một subscribe để em có những cái động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi, chúc cả nhà thành công. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.